Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên đề giải pháp thi công hệ thống thoát nước được thực hiện bởi DATBACH CN. Thì trong video lần trước, các bạn thấy tôi thao tác hệ thống thoát sạc. Thì trong video này, tôi sẽ đi luôn phần hệ thống thoát phân và hệ thống thoát mỡ. Mời các bạn và quý vị cùng xem.